Uống đi. Mặt mũi làm sao đây? À, cái giàn thiên lý lại sắp tới rồi. Vợ tôi sắp đi công tác. Lạ nhỉ. Tôi nhớ là mỗi lần vợ ông đi công tác ấy, ông vỗ tay ăn mừng như chảy hội cơ mà. Bình thường là như thế, nhưng mà lần này khác. Con bồ của tôi nhá, nó muốn là đi check in ở biển Vô Cực. Tuyệt vời. Ông còn muốn cái gì nữa? Nhưng mà làm gì có xe mà đi. Sao lại không có xe? Cái con Mazda ông vừa lái tới, ở nhà còn mấy con chiến mã bốn bánh cơ mà. Xe thì cũng có, nhưng mà sắp tới vợ đi công tác á, cầm hết chìa khóa xe đi. Làm gì có xe mà đi. Thế mà kêu suốt ngày, ở nhà tôi làm nóc. Thôi bà xem cách nào mà giúp tôi đi. Không á, con bồ kia cào nát mặt tôi ra đấy. Tôi chịu ạ, không có xe thì đi bộ. Cõng nhau trong tình cảm, bạn nhỉ. Làm sao mà tôi cõng được cả thế giới. Tôi đúng là bó tay với ông rồi. Ông đúng là hảo hán, bồ là cả thế giới. Xem nào, thôi được rồi. Tôi sẽ trở thành chiến thần xinh đẹp cứu giúp đời cô em một lần thôi đấy. Đưa chìa khóa đây. Hả? Chìa khóa xe. À, bạn đây. Thế nhá, ngồi đấy. Nhưng mà đi đâu đây? Ngồi im đấy, đừng có đi linh tinh. Đi lạc vợ mà tìm tôi chịu trách nhiệm đâu đấy. A few minutes later. Này, đi. Mày đi đâu đấy? Vợ tao cho tao đi công một tí thôi. Mày đi đâu lâu bỏ xừ ra. Úi giời. Này, cầm chìa khóa cho vợ đi. Thấy nhá. Ô, này. Hả? Tao mày bảo là mày giúp tao cơ mà. À ừ đấy, không nhắc quên. Đây. Ấy. Không cần chìa khóa vẫn có thể đề nổ được xe. Lại đây. Không cần chìa khóa vẫn có thể mở được cửa xe. Tha hồ chờ xe làm mát mới lên nhá. Thấy không? Thấy không? Sao làm được hay vậy? Chuyện. Đưa cái điện thoại đây, tao cài cho. Ui, thật á? Thế thì làm cho một cái đi em ơi. Ôi giời ơi.